Lan Chavo mến chào cả nhà. Hôm nay Lan Chavo mời cả nhà cùng xem những hình ảnh của biển Nha Trang vào buổi chiều ngày cuối tuần nha quý vị. Thì hôm nay là đầu tháng 11 rồi, đang là mùa đông, rất là lạnh lẽo và hiện tại biển Nha Trang gió rất là mạnh, thả diều được luôn rồi, diều muốn đứt dây luôn á. Ở đoạn này Lan Chavo đang đứng gần ngay chỗ khu vực của ngã ba đường Trần Phú và đường Thận, chỗ Mường Thanh Center và Stadinet. Đây là cảnh phía ngoài công viên. Ở dọc cái đoạn biển này là có mấy cây dừa trồng từ năm ngoái giờ, bây giờ lên ra tán hết rồi nè, rất là đẹp. Rồi, đây là cảnh biển Nha Trang vào buổi chiều. Người dân cũng tập thể dục trên vỉa hè rất là đông. Trời khí hậu là lạnh lạnh, gió rất là mạnh. Sóng biển rất là to quý vị. Ồ, sóng biển rất là dữ dội luôn. Sóng ầm ầm. Này vẫn có người tắm hả? Trời rất là lạnh luôn á. Trời lạnh nhưng vẫn có người tắm luôn. Đứng ở trên cũng đã thấy gió cũng đã lạnh hơn. Thì sóng nó lớn quá cho nên là nó đánh cát vô nó bị những cái bật này vậy. Đánh dồn cát vô đây không? Nó tạo những cái bật thềm. Phía dưới kia là tháp Trầm Hương đó rồi. Cũng có một số người dân họ tắm biển hay sao, có khách du lịch nữa. Ở dưới đây thì hơi vắng hơn xíu. Đi qua rồi thì ở Quảng Ngãi là thiệt hại nặng nề, ở Nha Trang thì không có bị ảnh hưởng cho mấy. Thì nghe nói chuẩn bị cơn bão số 10, bão Goni gì nữa rồi, đang chuẩn bị vào nữa, cho nên là chắc là do ảnh hưởng của cơn bão này cho nên là biển Nha Trang sóng còn rất là mạnh luôn, sóng rất là lớn, dồn dập từng cơn. Nó lớn và rất là nó kéo ra cát rất là hổng, ra ngoài này rất là sâu, rất là nguy hiểm. Cái bờ biển nó không có được nông, rất là sâu. Ủa, đánh tràn vô tới đây luôn ha. Đúng không? Wow. Trên công viên thì người dân vẫn tập thể dục và khách du lịch vẫn đi dạo trên dọc cái tuyến vỉa hè. Gần chỗ công viên này nó có một cái con đường đi dạo rất là sướng. Mé đầu dưới chỗ quảng trường kia cũng rất là đông khách. Cũng có một số bạn trẻ tắm nha, mấy một lượng khách du lịch.
ánh dồn dập từng cơn luôn, liên tục đẩy những cái hố cát vô bên trong để tạo những cái vực, tạo thành những cái vực vực của cái bờ cát này. Cái đoạn dưới kia là đoạn nhà hàng Sailing Club quý vị. Còn xuống dưới đây thì có vẻ hơi vắng hơn, vắng hơn cái đoạn ở trên kia là gần trung tâm thành phố, gần quảng trường đó, cho nên đông hơn. Trời ơi, cái biển ghê thiệt. Bữa trước bão số 9 đó các bạn, biển Nha Trang cũng bị ảnh hưởng, nó biển động sóng rất là cao, cao phải 3-4 mét đó. Đa số là xuống ngắm hóng gió và ngắm biển thôi. Cuồn cuộn đánh vô cát mà nó giật thành cấp luôn, mà cấp hổm xuống luôn. Trên kia là tháp Trầm Hương. Rất là dữ dội. Sóng trắng xóa luôn. Số khách du lịch họ trải bạc, họ ngồi họ ăn uống không mát. Ở đoạn này gần chỗ nhà hàng Sailing Club nữa. Bây giờ bắt đầu mới dọn ghế à. Cảnh biển vào buổi chiều ở thành phố Nha Trang. Có một, cũng có một lượng khách Tây họ ngồi, có một lượng khách Tây họ ngồi họ uống bia hóng gió biển các vị. Còn mấy bên trong đây là công viên khu tập thể dục thể thao. Mấy cái giường nằm ở trên biển này giờ bắt đầu mới dọn. Tiết này buổi chiều đi dạo dạo biển cũng rất là tuyệt vời quý vị. Khí hậu nay vô mùa đông rồi, cho nên là gió nó trời hơi se se lạnh, kèm với gió biển nữa rất là mát. Đây có một cô du khách Nga này, hình như du khách Nga. Ở khu vực đây khách Nga, khách Tây đa số rồi quý vị. Ngồi đây họ uống bia. Chòi của khu vực này là của Blue Sea à. Thì phong cách của Tây là họ uống bia là họ uống chai hai chai đồ họ thưởng thức rồi trò chuyện rồi ngồi chơi rồi ngắm biển rồi thôi, chứ không phải là họ nhậu xỉn là chủ yếu đâu. Phong cách tận hưởng cuộc sống. Lớn quá.
Đây, chỗ đây là xe game club nè. Nhà hàng xe lưng club là cũng nổi tiếng ở đây. Khách du lịch họ rất thích. Đây, nó nằm gần sát bờ biển này vậy. Giờ mình đi xuống kia thì có Mandara. Đó, nhà hàng khu resort Mandara. Wow, đánh xó luôn. Đó, khu này khu cắm trại phía ngoài của Sin Club. Qua khỏi Sin Club thì chỗ kia có cái công viên, cũng có một cái công viên nữa. Đây, đây khu vực nhà hàng Sin Club rồi sát bên biển rất là đẹp. Đó, du khách Nga rồi du khách Việt họ vẫn đi du đang đi du lịch ở Nha Trang rồi, kèm với cái công viên. Biển Nha Trang lúc nào cũng nhộn nhịp, lúc nào cũng vui. Về vào buổi chiều. Rồi, Lan Chavo xin kết thúc video.